Hi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Podcast Trung tâm mua bán ô tô xe cũ. Mình là Thuận. Hôm nay Thuận vừa mới về thêm đó là một chiếc Fortuner phiên bản số sàn máy dầu đời 2017 nha mọi người. Thì xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia chứ không phải là nhập Thái nha mọi người. Lúc này thì dòng Fortuner đã có hai phiên bản, đó là phiên bản lắp ráp ở trong nước và phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Đó. Thì hiện tại hôm nay Thuận sẽ đi cho sơ lược cho mình về phía ngoài nè, ngoại thất và nội thất, kiểm tra máy móc và đường keo ron chỉ cánh cửa và các khung sườn cho mình coi có bị vấn đề đâm đụng hay gì không. Thì xe hiện tại đang được bán với giá đó là 858 triệu, thì giá sẽ có thương lượng nhẹ cho mình đi tới xem xe trực tiếp tại bên Thuận nha. Rồi Thuận sẽ quay sơ cho bên ngoài một vòng cho mọi người xem cái nước sơn. Xe hiện tại sở hữu cái nước sơn đó là màu này, là theo Thuận nhìn đó là màu nho nha mọi người, màu nho đen đó, nó gọi đúng là nho đen. Nếu mà mọi người có đi dòng chiếc Dream đời 2000 và đời 90 của xe nhập Thái á, Dream lùng hoặc là Dream đem lửa đó, mọi người sẽ thấy cái nước sơn này nó gọi là đúng là màu nho luôn đó, thì không phải nó là màu đen nha. Tại vì cái dòng nhập khẩu này thì không biết tại sao nó lại ra có cái màu này. Nếu mà màu này trên thị trường rất là hiếm nè. Với lại chiếc xe này đang đi được đó là 19.000 km odozin nguyên thủy luôn nha. Mọi người có thể test để kiểm tra cho mọi người đó. Nước sơn rất là mới và bóng, cũng có chày xước một tí nhưng mà không có vấn đề gì hết. Ngoài ra xe cũng có được trang bị thêm một số đồ chơi, đó là nguyên bộ body kit mới đã được thay hết rồi đó, ok. Mặt ra lăng khác nè, ốp cản mình khác nè đó, đi kèm nguyên một bộ đó luôn, đó là bệ bước cho mình luôn nha. Đây nguyên một bộ body kit khác hết luôn nha, đi kèm với là bệ bước cho mình luôn. Đây, đây là tem của bộ body kit made in Thái Lan nha mọi người. Đây là bộ rất là xịn nha, xịn sò nha, chứ không phải đâu. Anh chủ này rất là chịu chơi, tại do ảnh đam mê chơi quá nên xe nó mới đi. Cái này là thiệt luôn, thật lòng Thuận chia sẻ thiệt luôn á. Rồi, Thuận kiểm tra phần vỏ cho mình nha. Đây là bộ vỏ zin theo xe từ 2017 luôn nha mọi người. Độ dày của vỏ còn tới 85% luôn nha. Đó. Xe còn rất là dày nha và rất là mới. Đây xe sản lớp vỏ sản xuất hai tuần thứ 25 của 2017, mọi người cứ kiểm tra xe nha. Vỏ này là còn nguyên dấu luôn nè, hay là cái dấu kiểm tra của vỏ nè, rất là còn mới luôn, chưa có bị hao mục gì hết. Đó, đây là vỏ của made in Indonesia. Đó, đi chung theo xe luôn, xe đây là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nên xe vỏ này là nguyên một bộ năm vỏ của zin theo xe. Đây Thuận sẽ quay gần cái nước sơn cho mọi người thấy xe đó thì sao, nó Thuận nói nó là màu nho nha. Đó rồi, phần đây là phần keo và chỉ của xe nè. Cái phần keo chỉ rất là nhỏ, nó chút xíu à, nó bằng như cái tâm của mình thôi đó, nên mọi người kiểm tra cũng rất là dễ. Nếu như nó bị hư hại hay đâm đụng gì là bị phần này làm rất là khó, không phải là dễ làm đâu. Vô trong hãng thì họ cũng chỉ chạy theo đường chỉ mới thôi chứ không có thể nào theo được chỉ zin của xe nữa. Xe này là còn nguyên zin hết luôn. Những con ốc phần cánh cửa là vẫn còn đầy đủ hết, không có hiện tượng bị mở ra hay bị hư hại gì. Đây đây là phần bị sét rỉ nè, nước mưa nè. Đây, phần này ốc ở đằng sau nè, rất là còn bóng mới luôn. Nước sơn là zin theo xe, không có phải là thay mới hay làm lại. Này trên đây nó có luôn cái dòng mắt đó là Toyota nè. Đây là phần cánh cửa ở đằng sau, hàng ghế thứ hai, đường keo chỉ vẫn còn là mới, đầy đủ hết cho mình. Tại xe này là ảnh nhốt ở nhà không à, chứ không có đi đâu hết á. Đi một thời gian xong rồi ảnh để nhà luôn thôi. Thì đây là phần nội thất của xe,
Xe có được lên trang bị đó là full bộ ghế da màu cam nha mọi người, từ đằng trước đằng sau luôn, và có bọc trần cho mình, có luôn cái bộ lót sàn da simili loại xịn, và có luôn cái thảm cao su lót thêm cho mình nha. Đây là bộ da rất là xịn sò. Áo da này bạn có thể gỡ ra nè, vệ sinh rất là dễ dàng. Những đường keo chỉ rất là phòng mới và đầy đủ hết luôn, nước sơn bóng lót hết. Mặc dù là xe cũng có bị chày một tí nhưng mà phần đó là không sao, nó chỉ là cạ vô phần nhựa của ốp xe thôi. Đây là phần đuôi xe. Đời 2017 thì đèn nó cũng rất là khá đẹp rồi, nó là dạng như đèn LED chạy dài từ bên hông cho ra phần sau đuôi, nó không còn giống như các đời trước nó là đèn tròn. Thì xe cũng có trang bị cho mình đó là cảm biến. Đây, đây là cảm biến va chạm. Đó, các bạn lùi. Còn nếu các bạn về có thể lên thêm camera dè nữa là ok và yên tâm. Rồi, Thùng sẽ kiểm tra phần ốc của phần cốp capo cho mình nha. Những con ốc vẫn còn đầy đủ vòng hết. Đó, những đường ron keo chỉ vẫn còn ok, mới hết luôn. Đây là những con ốc phía trong đây nè, không có bị chạy xước hay là hiện tượng mở ra. Đây là bộ ghế ở hàng ghế thứ hai, Thuận sẽ mở xuống cho mình người xem và kiểm tra sơ. Ghế vẫn còn ok và rất đầy đủ, mọi người có thể chỉ cần mua về sử dụng thôi, xe có lên áo da ghế đầy đủ hết rồi. Rồi dưới đây là bánh phụ của xe vẫn còn là nguyên hết luôn nha, nó giống hơi bị sâu phía trong này luôn. Đó, cái phiên bản Việt Nam lắp ráp á thì nó sẽ thò ra một tí, mọi người phải dễ dàng kiểm tra, nhưng mà còn đây thì nó phiên bản nhập về là nó đứt thẳng sát gần sát như cái phần cốp luôn rồi đó. Hiện tại xe này là biển số ở thành phố, nếu mọi người mua về thì ở thành phố luôn thì không có phải tốn tiền sang tên qua biển số nữa, có thể giữ lại biển số luôn. Rồi, vỏ rất gọn là dày và mới nha. Đấy, những đường ron keo chỉ nè vẫn còn rất là ok và đầy đủ. Đây là phần khoang máy, tem bảo dưỡng của hãng ở 15.000 km và bảo dưỡng tiếp theo là ở 21.000 km rồi nha. Đấy, Thuận sẽ đề nổ máy cho mọi người nghe. Lúc này là chìa khóa của mình là chìa khóa Smart Key, có nút tìm kiếm và lock cửa xe, vẫn còn là chế độ cắm cơ nha. Phiên bản số sàn máy dầu đời 2017 đó, Odo đi được 19.000 km. Để Thuận nhờ bạn Caramel bản ra đằng sau, mình sẽ đóng cửa lại nó mới hiển thị lên cái Odo xe. Đó, khi bạn đóng tất cả các cửa rồi, lúc này Odo nó mới hiện lên nè. Odo 19.559 km. Zin từ con ốc luôn nha mọi người, Odo là bao test cho mọi người luôn. Màn hình Zin theo xe đó là màn hình CD thôi, cái này là chưa có lên cái màn hình cảm thay gì hết, hay màn hình DVD gì, mọi người có thể là nghe đầu đĩa hay là nghe radio. Đây là nhạc thùng mở theo đĩa nha, đây nó được cái đó là cảm ứng. Đây, màn hình cảm ứng rất là tiện lợi, mọi người có thể lấy đĩa ra và nghe đầy đủ hết. Hệ thống điều hòa thì nó là điều hòa cơ, vẫn có các đầy đủ các tính năng cho mình, rất còn mới và tốt. Xe rất là mới và sạch sẽ, mọi người có thể chỉ cần mua về và sử dụng thôi. Giá thì cũng khá là hơi bị cao một chút đó, nhưng mà nếu mà so với xe mới hiện tại bây giờ thì cũng rất là tiết kiệm rất là nhiều. Mọi người cũng tiết kiệm được cũng khá gần 200 triệu, hơn 200.
Rồi bây giờ Thuận sẽ kiểm tra phần nắp capo cho mình và phần khoang máy, kiểm tra coi có bị ốc ác hay bị đâm đục cái phần đập nước hay không nha. Đây là phần nắp capo, cái phần loại nắp capo của dòng Toyota này nó rất là nặng. Đó. Nó tới hai cái lỗ cắm nóc capo là mọi người có thể cắm ở trong đây, nhưng mà mở trong đó nặng lắm, nâng lên rất là nặng. Đường keo chỉ của xe đó là còn đầy đủ và nguyên hết. Bên Thuận sẽ cam kết cho mình đó là xe không có bị đâm đụng nè, không có khung sườn hay là bị ngập nước. Đó. Động cơ không có bị trùng tu hoặc là tháo rời ra nha. Đây là phần khoang. Những cái vết sơn ở trên cái các đường giống dẫn hay là những các mớp mối của con ốc vẫn còn rất là đầy đủ. Đây. Okay. Rất là còn đầy đủ hết cho mình. Xe cam kết cho mình là không có vấn đề gì về máy móc. Đây, Thuận xin nhắc lại thông tin của xe một chút. Đây là chiếc Fortuner phiên bản số sàn, máy dầu đời 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và hiện tại xe đang được sở hữu biển số đó là ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Mọi người có mua về nếu mà hộ khẩu ở Sài Gòn luôn thì không có phải tốn tiền biển số nữa, vẫn có thể giữ lại biển số này và sử dụng. Hiện tại xe bên Thuận đang được bán với giá là 858 triệu, thì giá sẽ có thương lượng cho mình khi tới xem xe trực tiếp. Mọi người có thể gọi qua số hotline để biết thêm thông tin chi tiết và những giấy tờ của xe. Cảm ơn mọi người xem xe lúc tiếp theo ở đây. Và mọi người nhớ để lại một dấu đăng ký kênh và một subscribe, nhấn nút chuông theo dõi để theo dõi những video xe tiếp theo nha. Rồi, xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.